Ta làm tiếp IG. IG. Lim 1 cộng với sin x trừ cos x chia cho 1 trừ sin x trừ cos x. Tóm lại đây cũng vẫn là dạng 0 trên 0. À, tay không ở đây sin bằng 0 và cos bằng 1 rồi, 1 trừ 1 hết 0. Cũng tương tự dưới. Và ta ở đây chúng ta sẽ kết hợp. Đó, kết hợp 1 với này. Đó, ta kết hợp vào đó thành công thức lượng giác. Chúng ta nhớ là công thức lượng giác là 1 trừ đi cos x thì bằng 2 sin bình x trên 2. Vậy ta sẽ có là bằng lim sin x vẫn giữ nguyên rồi. 1 trừ đi cos x chính là cộng với 2 sin bình x trên 2 chia cho trừ sin x giữ nguyên ở dưới cộng 1 là chính là 2 sin bình x trên 2 x tiến tới 0. Sau đó ta áp dụng công thức lượng giác là sin x thì bằng 2 sin x trên 2 cos x trên 2 thì ta sẽ được như sau. Lim 2 sin x trên 2 cos x trên 2 cộng với 2 sin bình x trên 2 chia cho dưới này thế tương tự trừ đi 2 sin x trên 2 cos x trên 2 cộng với 2 sin bình x trên 2 x tiến tới 0. Ta nhóm sin x trên 2 ra ngoài và chỉ tiêu hai lần này đúng không? Thì sẽ bằng này. Lim của 2 sin x trên 2 ra ngoài. Trong còn là cos của x trên 2 cộng với sin x trên 2. Dưới cũng vậy. 2 sin x trên 2 ra ngoài. Trong còn trừ cos x trên 2 cộng với sin x trên 2 x tiến tới 0 và sin x trên 2 sin x trên 2 2 hết chỗ này hết rồi. Chỗ này gạch đi đó bằng lim cos x trên 2 sin x trên 2 chia cho trừ cos x trên 2 cộng với sin x trên 2. Ok, x tiến tới 0 dễ rồi, thay 0 vào đây mất dạng 0 0 ngay. Sin 0 bằng 0 đấy. Cốt 0 bằng 1 thì chỗ này chính là 1 chia trừ 1 trừ 1 đó. Kết quả chúng ta là trừ 1. Tiếp tục IH. IH lim của pi trên 2 trừ x nhân tan x tiến tới pi trên 2. Thực chất chỗ này cũng vẫn là dạng 0 nhân 0 thôi. Đó. Bởi vì chúng ta sẽ biến đổi như này sẽ dạng 0 0 bằng lim của pi trên 2 trừ x tan thì bằng sin chia cho cos. Đó. X tiến tới pi trên 2. Đó. Thế thì ta thấy là gì? Trên tử chắc chắn x tiến pi 2 bằng 0 rồi. Cos của pi 2 thì cũng bằng 0 thì dạng 0 0 và ta sẽ đặt. Ở đây ta sẽ đặt t bằng pi trên 2 trừ x. Đương nhiên rút ra x sẽ bằng gì? Pi trên 2 trừ t. Và khi x tiến tới pi trên 2 thì đương nhiên là t tiến tới 0. Đó. Vậy từ đó suy ra ta có được L thì chẳng đi. L bằng
lim của kia là t, t nhân với sin x thì bằng pi nhân 2 trừ t, chia cho cos x chính là cos của pi trên 2 trừ t, t tiến tới 0 bằng cos pi 2 trừ t chính sin t, sin pi 2 trừ t chính là cos t, vậy thì nó có lim t nhân với cos t chia cho sin t, t tiến tới 0 và ta chia cả tử vào mẫu cho t, người ta được là lim cos t chia cho sin t trên t, t tiến tới 0, sin trên t nhân t, cái t tiến tới 0 là bằng 1, cos của 0 bằng 1, kết quả chính xác đó chính là bằng 1. Đó, 1. Ok, đấy là ý H. Chúng ta tiếp tục sang ý Y. Ý Y. Là bằng lim sin 2x trừ cos 2x chia cho x trừ pi trên 8 x tiến tới pi trên 8. Nếu ta hay vào đây thì pi trên 8 thì sin của 2x chính là sin của pi trên 4, sin pi 4 căn 2 nhân 2, cos của pi trên 4 cũng căn 2 nhân 2 hết, dạng 0 nhân 0. Ở đây chúng ta sẽ phải áp dụng công thức một chút, chính là bằng lim của căn 2 sin của 2x trừ pi trên 4 đó, chia cho x trừ pi trên 8 x tiến tới pi trên 8. Lúc này ta đặt t bằng x trừ pi trên 8 là cái mẫu là t, được chưa? Lúc này ta sẽ có x bằng t cộng với pi trên 8. Ok, vậy thì lúc này ta sẽ suy ra khi x tiến tới pi trên 8 thì t tiến tới 0, vậy ta có n bằng n bằng lim của căn 2 sin thay x vào x bằng t cộng pi trên 8 thì 2x sẽ bằng 2t cộng pi trên 4, cộng pi trên 4 trừ pi trên 4 hết, chia cho t, đúng không? T và t tiến tới 0. Sin của 2t dùng công thức lượng giác bằng lim này. 2 sin t cos t thì vậy 2 căn 2 sin t cos t chia cho t, t tiến tới 0. Sin t trên t thì nó dạng rồi tách dạng được lim của 2 căn 2 cos t, t tiến tới 0 nhân với lim sin t trên t, t tiến tới 0. Đương nhiên dạng này chỗ này bằng 1 rồi, chỗ này thì bằng 2 căn 2, vậy kết quả thì bằng 2 căn 2. Đó, rất là dễ. Ok.